Ôi kính lạy Cha là Đức Chúa Trời yêu dấu của chúng con cảm tạ ơn Ngài, hãy chúng con đến với Cha để Cha dạy cho chúng con trong những ngày sau cốt ruốt này, để chúng con luôn luôn vâng phục Ngài tất cả những việc mà Chúa đã tỏ bày cho chúng con trong một cái bài học này. Rồi chúng con trung thành tin với Chúa, thì chúng con sẽ lãnh máu triều thiên là sự sống mà Chúa ban sẵn cho chúng con. Ôi cảm tạ Cha là chúng con được Ngài dạy dỗ cho chúng con qua bởi Thánh Linh để chúng con tập luyện con người cũ, để chúng con tập luyện con người mới, để con mỗi ngày được sống với Ngài, với con người mới, và để chúng con tin rằng Chúa sẽ cho chúng con vào vương quốc ngàn năm. Ôi để chúng con không bỏ rơi vào trong những cái thời kỳ đại nạn này, Chúa ạ. Ôi cảm tạ ơn Cha này, chúng con tin rằng khi chúng con vâng lời Ngài và tuân phục những điều mà Chúa dạy cho chúng con, thì chúng con cũng cầu nguyện cho con cái của chúng con, để con cái của chúng con cũng không có rơi vào trong cái thời kỳ đại nạn này, Chúa ạ. Để tất cả gia đình chúng con sẽ được cứu khi chúng con tin vào Chúa Jesus Christ, chúng con sẽ được cứu. Con cảm tạ ơn Cha, xin Chúa đổ đầy rẫy Đức Thánh Linh trên anh chị em chúng con, để Ngài mở mắt mở tai cho chúng con, mở tâm trí cho chúng con, để chúng con nhận biết Ngài nhiều hơn nữa. Ôi chúng con cảm tạ ơn Cha, chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Mình thấy chưa? Anh chị mình với mục sư Natasha. Окончание тысячелетнего царства. А сегодня мы будем изучать, что же произойдет после всех этих событий. Ну, давайте сначала я помолюсь. Господь, вот... Lần trước chúng ta đã kết thúc bài vương quốc ngàn năm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ học cái bài mang tên là khi nào kết thúc vương quốc ngàn năm. Trước hết chúng ta cầu nguyện đã. Lạy Chúa, trong danh Chúa Jesus Christ còn cầu nguyện để lời của Chúa thẩm thấu chúng con như gươm hai lưỡi thấu vào chia cắt hồn linh cốt tủy, xem xét tất thảy ý tưởng trong lòng. Để lời Chúa như là phương tiện để chữa lành tất cả chúng con hơn tất thảy mọi cái công cụ phương tiện phẫu thuật khác. Để khi mọi người mà nghe cái sự dạy dỗ này thì họ cũng tiếp nhận luôn cả sự chữa lành của Chúa một cách siêu nhiên nữa. Tất thảy có ai có vấn đề về bàn tay, bàn chân, tất thảy có ai có vấn đề về lưng, Chúa đều động chạm và chữa lành họ ngay bây giờ trong danh Chúa Jesus. Cầu nguyện trong danh Chúa Jesus để Ngài bước vào trong tất thảy mọi ngôi nhà của từng người nghe. Ngài vào trong tất thảy các lãnh thổ của những người mà đang nghe bài học ngày hôm nay. Ngài chữa lành dân của Ngài, Ngài chữa lành tất cả người đó. Ngài chữa lành cả mục vụ của họ, Ngài chữa lành cả sự kêu gọi của họ. Trong danh Chúa Jesus để mà họ thực hiện được ý muốn của Ngài. Để họ bước vào trong cái vùng của những cơ đốc nhân công bình của Chúa. Và anh nói rằng là mới vừa chỗ chúng tôi là có bởi cái vùng gọi là phục sinh, mà lễ phục sinh, nên là để cho tất cả mọi người rơi vào trong cái vùng phục sinh đó, để sự phục sinh của Chúa cũng trên tất cả chúng ta. Если у вас что-то заболеет во время слушания слова, тут же прикладывайте руку к этому больному месту и принимайте.
Như thế mà các bạn hãy tin rằng khi trong quá trình các bạn nghe sự dạy dỗ của Chúa đấy, thì cái lời quyền năng của Chúa cũng vào chữa lành các bạn. Bởi vì khi nghe thì các bạn cũng đặt tay vào cái chỗ nào bạn đau đấy và hãy tiếp nhận sự chữa lành của siêu nhiên của Chúa. Cái quyền năng chữa lành của Chúa Giêsu 2000 năm về trước đấy thì cũng đúng, vẫn quyền năng đấy vẫn hành động và giáng trên các bạn khi các bạn nghe lời Chúa học ngày hôm nay. Ai đó có cái vấn đề gì trong họng này đang tắc ở chỗ nào tôi không biết vấn đề gì các bạn ở trong họng, nhưng Đức Chúa Trời ngài động chạm và chữa lành ngay bây giờ. Và cái siêu nhiên. Các vấn đề các bạn bị nhỉ cái gì đấy? Và cả vấn đề nó về về bọng đái, về bằng quang đấy, Chúa chữa lành bây giờ. Hay là chữa lành, hay là khỏe mạnh. Vấn đề về gan nữa. Tất cả các loại viêm gan, chữa lành, Chúa làm sạch tất cả máu của các bạn. Hãy tiếp nhận trong danh Chúa Giêsu, hãy tiếp nhận sự chữa lành của Ngài trong danh Chúa Giêsu, tiếp bằng đức tin để được chữa lành, đức tin để được khỏe mạnh. Tất cả đau đùi, đau ngực của bạn ấy, bên phải bên trái Chúa chữa lành hết. Nói chung tất cả các bệnh gì các bạn đang ai đó đang có, các bạn đang nghe mà có đấy, hãy tiếp nhận sự lành siêu nhiên của Chúa bằng đức tin ngay bây giờ trong danh Chúa Giêsu. Tôi chúc phước cho bạn, chúc phước cho tất cả người nghe. Tôi chúc phước bạn không những chỉ bạn nghe thôi mà bạn còn lại người làm theo lời nữa. Để các bạn sau khi bạn nghe rồi các bạn còn hành động theo cái gì bạn nghe nữa. Chúng ta xem là chuyện gì xảy ra sau khi mà vương quốc ngàn năm kết thúc. Khải Huyền đoạn 20 câu 7 câu 10. Khi hạn ngàn năm mãn rồi, quỷ Sa-tăng sẽ được thả và nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất, dân Gót và dân Ma-gót. Nó nhóm chúng lại để chiến tranh đông như cát bờ biển. Đây còn là một cái thông báo rất là kỳ lạ. Cái gì đấy? Ôi lạy Chúa, ngài còn thả nó ra để mà làm hại người khác nữa. Người ta sẽ ngạc nhiên chứ. Đã khổ sở thế rồi thì bây giờ nó bị trói rồi mà không trói nó lốt đi. Bây giờ lại còn thả nó ra nữa. Anh hiểu không? Bà kêu rồi đấy. mọi người phản đối. Đang sung sướng, đang bụng đang sung sướng. Bây giờ có thằng quỷ nó thả ra. Đã nghe về nó phá hạnh thế gian như nào mà lại còn thả nó ra nữa. Có bình thường không đấy? Ý thế, có bình thường không đấy? Chúng ta đừng lo nhé, đây là cái sự mà quỷ gia tăng nó thả ra một tí thôi, nó thả ra một chút để đi nó dỗ dành, nó cám dỗ những cái người ở trong vũ quốc ngàn năm còn lại đấy. Nhưng mà cái sự kiểm tra này là không phải cho chúng ta đâu nhá, không phải cho các công dân đâu nhá, mà chỉ cho những kẻ mà cái thời đại nạn mà bị sa vào đạo, sa vào cái bẫy của Antichrist đấy, mà có sót lại đấy, để xử lý nó phần đấy thôi, chứ không phải cho chúng ta là người đã tin Chúa được sống lại rồi đâu. Для них это будет тоже очень сильное испытание.
Những cái người đấy họ đã thoát ra khỏi kỳ đại nạn nên họ cũng sinh sản đông lắm, và Kinh Thánh nói đấy, là số họ đông như cát bờ biển đấy, rất là đông, và quỷ Satan được thả ra để mà cám dỗ họ. Và quỷ Satan lúc đấy nó sẽ dùng hết tất cả các phương tiện của nó đấy, tất cả các tài năng của nó để nó cám dỗ, tại vì chúng ta hiểu là tại sao, tại vì đấy, kỳ cuối cùng nó mà nó biết là quả quả chót nó rồi đúng không, còn sau đó nó không còn cơ hội nữa rồi, nó hiểu như thế. Nó được tung ra, nó được thả ra để nó cám dỗ, nó lấy hết tất cả sự nịnh hót ở đấy để cho người ta lừa dối không ưu lẽ thật đấy, để chúng ta hiểu đấy, để mà lừa dối mọi người và nó lừa được. Cái trận chiến này mọi người cứ tưởng rằng đây là trận chiến Armageddon, nhưng không phải. Armageddon nó chỉ xảy ra ở cái cuối cùng của cái thời đại nạn thôi đấy, thời đại nạn triết học đấy. Armageddon như Kinh Thánh nói đấy, thì Armageddon xảy ra lúc đó thôi, là trận chiến giữa, tại vì Armageddon chúng ta hiểu là trận chiến giữa thiện và ác mà, nói chung trận chiến Armageddon nó vẫn xảy ra hàng ngày đúng không anh chị em, nhưng mà trận chiến mà Armageddon gọi là nói chung tổng thể đấy thì nó chỉ diễn ra cái thời đấy thôi. Lúc đó trong Armageddon tổng thể lúc đấy là thiện ác, ở đây là cả ma quỷ, cả các con thú đúng không, cả toàn bộ các sứ của nó cùng với những loài người mà chúc ích lễ Chúa đấy, đấy tức tổng thể không đúng không. Nhưng mà còn cái trận chiến này chúng ta nhìn xem này, ma quỷ nó còn đâu, chỉ còn mỗi các Satan thôi đúng không ạ. Antichrist cũng bị quẳng rồi, tiên tri giả cũng quẳng rồi, chỉ còn mỗi thằng Satan với cả cái người bị nó cám dỗ thôi. Đấy, nó khác hẳn với cái thời Armageddon, thời đại nạn nhé. Đấy, thời đấy là cả Satan, cả con thú, cả tiên tri giả, cả các sứ của nó nữa vẫn còn, và cả những loại người chống Chúa nữa đầy đủ lúc đó vẫn còn. Còn đây đấy, Vương quốc ngàn năm này vẫn nhiều những người này họ cũng không phải chống Chúa một cách gọi là nổi bật như cái thời đại nạn hay là cái thời sau này đúng không ạ. Đấy, sự ác của họ ấy, là cái sự ác nó còn sót lại tí tí thôi, sót lại, nhưng mà sót lại trong một chút cũng không vào vương quốc đời đời của Ngài nữa. Khải Huyền đoạn 16, 14, 16. Đó là những thần của ma quỷ làm phép lạ và đi đến các vua trên các thế gian để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Toàn Năng. Chúng nhóm các vua lại một chỗ theo tiếng Hebrew gọi là Armageddon, tức đây là Armageddon của cái thời mà đại nạn đấy. Để nói lại, lúc đó chúng ta nhìn xem đây là có thần của ma quỷ đúng không? Đấy. Nhưng mà lúc đó thì các thần của ma quỷ không còn nữa, tức là các sứ của nó không còn nữa. Cái trận Armageddon ấy là cái trận chiến mà trước vương quốc ngàn năm đúng không, còn cái trận này là trận sau vương quốc ngàn năm thôi, nên chúng ta để phân biệt rõ đấy. Trận chiến trước vương quốc ngàn năm là cái trận chiến mà của Đức Chúa Trời với quỷ Satan, trận chiến như tôi đã giải thích rồi đấy, anh chị cho nó ngắn gọn như thế đó. Служили центром военных действий, которые определяли ход истории.
всех царей над местом, называемые по-еврейски Армагеддон. Вполне возможно, что Мегидо и горы Израилевы, где произойдет окончательное уничтожение вот этих вот полчищ Гога и Магога, то подтолковали некоторые христианские богословы, это одно и то же место. Вы можете это, кстати, в Езекииле 38-39 глава почитать. Там все это описано. А кто такой Гога и Магог? Những điều bà nói thì chúng ta có thể xem lại, tìm theo ở trên mạng thôi anh chị ạ, xem về cái lịch sử Armageddon là cái gì đấy, cái tên, cái địa danh ấy, cái cao nguyên, cái miền đất địa danh ở cái Megiddon gì đấy, ở đâu nhỉ, cái núi ở xứ Do Thái đấy, bà này cũng ở đến đây bà thăm rồi, thì người ta tin như thế. Anh chị em có thể tra lại trên mạng nhé, xem lại về Armageddon đấy. Thì sẽ những nhà thần học họ coi là sẽ trận chiến xảy ra ở cái thung lũng đấy, ở cái núi đấy, anh chị em ạ, nghĩa như vậy. Đấy là cái chuyện gọi là cắt nghĩa thế thôi, chúng ta hiểu các tiên tri sau này họ cứ đoán mò, đoán già đoán non thôi mà, nhưng thực tế có thể nó xảy ra khác, anh chị em ạ. Nhưng cái quan trọng là chuyện nó xảy ra ở đâu đối chúng ta đấy, đúng không, miễn là nó có xảy ra cái trận chiến đấy, kỳ đại nạn giữa cái gì và cái gì đấy, giữa ai với ai, chúng ta hiểu đều đấy thôi. Còn cụ thể cái nơi địa lý nào ở đâu đấy thì chuyện đoán già đoán non, thì thực ra nếu mà chúng ta hiểu địa lý nó ở đâu thì cũng chẳng giải quyết được gì cả, đúng không ạ? Cái thời đại nạn đấy, thời đại nạn thì chỗ nào cũng khốn khổ cả, nó nổ ra chỗ nào thì cũng khốn khổ cả. Nhưng hiển nhiên là chúng ta hiểu rằng nó phải diễn ra ở chỗ nào, ở cái chỗ chỗ mà có dân Do Thái. Tại vì là sao ạ? Các vua thế gian nó nhóm lại để nó tranh chiến với dân của Chúa mà, tranh chiến với dân Do Thái mà, thì hiển nhiên phải đánh ở chỗ đấy thôi. Nó tấn công mà, nó tấn công Do Thái chứ không phải dân Do Thái tấn công nó, thì ra nó phải tấn công cái chỗ mà dân Do Thái đang trú ngụ đấy. Nên cái thời đấy dân Do Thái ở đâu ấy, đấy, nó tấn công cái chỗ đấy, và cái xứ cái trận chiến Armageddon nó sẽ diễn ra ở cái vùng trên đất, trên trái đất nó gần gần cái dân Do Thái. Logic chúng ta hiểu thế. Vậy chúng ta xem gốc của dân Magog và Magog là bọn nào trong khải huyền 20 câu 7 đấy. Nó nhóm lại dân Gog và dân Magog đấy. Tức là dân Gog, dân Magog này thì nó lại là xuất hiện sau vương quốc ngàn năm cơ. Cái trận chiến này là không phải trận chiến do quỷ Satan nó khởi xướng, mà trận chiến này là do chính Chúa Trời Ngài thực hành. Để chúng ta cũng biết rõ rằng có trận chiến là từ quỷ Satan anh chị em ạ, và có trận chiến là của Đức Chúa Trời. Những trận chiến của Đức Chúa Trời thì trận chiến đấy là trận chiến gọi là công bình. Thế còn Satan ấy, khi nó làm trận chiến ở trên đất ấy, thì đấy là trận chiến không công bình mà, trận chiến gian ác không công bình, bởi vì là nó là cướp cái quyền của con người mà, nó không công bình, nó cướp quyền của con người rồi. Và tất cả những trận tranh chiến ở trên trái đất ấy, và nó là chủ của trái đất mà bất công ấy, chủ là không công bình, tức là nó, chúng ta được dạy nó là cái kẻ gì ạ, sở hữu bất hợp pháp đấy, các thứ ấy. Nên các trận chiến đấy là trận chiến bất hợp pháp hết, nó không có tính chính danh của luật Chúa, là bất hợp pháp nên cần xử lý, nó không công bình. Và trận chiến của Chúa là công bình mà, và tất cả mọi thứ trời đất và mọi sự đấy là do Ngài dựng nên, nên là thế mà Ngài quyết định đấy là đòi lại từ tay của ma quỷ đấy một cách là hợp pháp trên cơ sở luật pháp của Ngài. Nên trận chiến của Chúa là trận chiến công bình. Течение
Chúng ta đọc trong Khải Huyền đoạn 20 câu 7 đấy, lúc ấy ma quỷ đó thả ra và nó đến dỗ dành dân bốn phương trên đất, dân Gót, dân ma Gót, thì trong cái dân đấy là vua Hà Nam ấy, họ đẻ ra rất nhiều người, và những người đấy họ sống lại không bị cám dỗ gì cả, bởi vì họ sống lúc đó là trong ân điển Chúa Giêsu toàn năng mà, trong vương quốc Hà Nam của Ngài mà. Đấy. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài muốn quyết định đó là thử thách hết tất cả họ lần nữa, thử thách hết họ, tất cả những người này. Vì thế mà chú mới thả quỷ giao răng ra một thời gian để nó thử thách cái dân đấy. Thì Đức Chúa Ngài thử tất cả mọi người mà, tương tự như là Đức Chúa thử chúng ta đấy. Chúng ta đang sống ở cái thời đại này thì có quỷ gia tăng nó ở đấy, và chúng ta phải làm sự chọn lựa đấy, là nghe Đức Chúa Trời hay nghe quỷ đấy, sống cách nào để có chọn lựa đời sống của mình. Thì cái thời vua quốc ngàn năm đấy thì mọi người lúc đấy họ chưa gặp quỷ gia tăng mà, đúng không? Vì là lúc đấy là chúng ta thấy là nó chỉ nó bị trói hết mà, thì họ không có sự chọn lựa được cả, thì phải đặt ra giấy chọn lựa tiếp để phải thử tiếp họ. Như chúng ta học đấy, tức là phải sao ạ? Tất cả mọi tạo vật đấy mà vào trong vương quốc của Ngài thì phải qua sự thử nghiệm hết, đúng không? Ừ, qua sự chọn lựa hết. Ở đây là sự chọn lựa của Chúa với người ở trong vương quốc ngàn năm mà họ còn sống sót và sinh sản ra lúc đó. Từ cái khoảng thời gian ở đây nó tóm lại khoảng thời gian mà Chúa thả ra đấy, có thể là 100-200 năm, phải chưa? Từ một khoảng thời gian ngắn mà, trong đây không nói, trong kinh thánh không nói là khoảng thời gian bao nhiêu, đúng không? Tức là lúc đó những cái người đấy, tâm ma quỷ nó được thả ra nhé, thì nó đi cám dỗ mọi người. Thì trước đó là mọi người họ sống trong cái vương quốc an bình, vương quốc công bình của Chúa thôi, thì những cái sự xấu xa họ không lộ ra, chưa được lộ ra. Nhưng mà khi mà Chúa bắt đầu với nhường chỗ cho quỷ gia tăng một thời điểm đấy, một chỗ đấy, thì đấy thì nó đến cám dỗ, thì những cái sự xấu xa của người bắt đầu bộc ra, bộc lộ ra. Thì lúc đó cái thời điểm đấy một khoảng thời gian ngắn, không cụ thể bao nhiêu, nhưng có thể là 100-200 năm, bao nhiêu năm đấy, theo ý của Chúa thôi, để cho những cái kẻ mà nó gọi là có điểm xấu đấy, nó kịp để nó có thể nó làm ra cái điểm xấu của nó. Thí dụ như kẻ nào đó nó tin vào vô thần chẳng hạn, thì nó tạo ra cái học thuyết vô thần tiếp tục. Kẻ nào mà chơi bời đàn đúng casino, từ gái gú trai tà dâm các thứ đấy, để nghiện hút các thứ AMC ấy, nó lại làm tiếp, nó lại lại đầu tiếp, để mà cái sự độc ác của nó ấy, là lộ ra hết luôn, mà lộ hết ra luôn. Thế cái khoảng thời gian đã đủ mà để cho sự độc ác lộ ra, để sự công bình của Chúa ấy, là sự phán xét của Chúa là công bình. Thì cho hiểu ý chứ. Thì chúng ta không biết là khoảng thời gian bao nhiêu đâu, 1 năm, 2 năm hay bao nhiêu đâu, nhưng mà phải đầy đủ đấy. Bởi vì cái khoảng thời gian đấy, đúng ở trong mắt Đức Chúa Trời thì chúng ta là không phải chủ thời gian mà. Nên chúng ta không thể nào mà xác định cái chuyện đó được. Cũng như là cái khoảng thời gian mà khi mà Chúa Giêsu xuống làm người ấy, có thấy không? Ai nghĩ rằng là đến hàng nghìn năm. Đúng không? Khi Adam Eva phạm tội đấy. Xong Chúa diệt con thú để mà mặc cái áo cho cái người đấy đấy. Cho con người đấy. Để mà cũng đổ huyết ra như của lễ chu tội đấy. Nhưng ai nghĩ rằng đến hàng 4.000, hơn 4.000 năm sau Chúa Giêsu mới đến thế gian. Mà trong khoảng thời gian đấy, để con người bắt đầu mới
làm tội để họ nhìn ra cái hậu quả tội lỗi này. Nhưng khoảng thời gian này chúng ta chưa biết là bao nhiêu, nhưng là một khoảng thời gian. Nhưng mà lúc đó thì chúng ta nhìn thấy khác hẳn nhé. Cái khoảng thời gian mà của Adam Eva đấy, khoảng thời gian đó là có cả một số ba thiên sứ phạm tội nữa, đúng không? Đấy, Chúa Giêsu chưa đến chuộc tội nữa, nên chưa ai biết được cái mẫu hình gì cả. Nhưng khoảng thời gian của 1.000 năm đấy là khoảng thời gian khác rồi. Thì lúc đấy là Chúa Giêsu đã đến chuộc tội, mọi người đã được hưởng cuộc sống của Chúa Giêsu rồi, đúng không? Họ đã hưởng rồi mà. Đấy. Rồi tiếp nữa là Satan ấy, các sứ của nó ấy, đã bị trói, bị diệt rồi, bị địa bị quẳng xuống hồ lửa rồi, bị đốt rồi. Đấy, chỉ còn là mỗi quỷ Satan thôi. Nên là cái cám dỗ, nếu chúng ta xem cám dỗ của cái thời Adam Eva nhé, thì khác với cám dỗ của cái thời sau vương quốc ngàn năm. Đúng vậy không anh chị em? Dạ. Yeah. Ê-xu-chiên đoạn 39 câu 1 câu 7. Hỡi con người, hãy nói tiên tri nghịch cùng Gót và bảo nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Cái dân Gót là dân trong thành huyện của nó đấy. Hỡi Gót, vua của Roser, Mesip và Tô-banh, này, ta nghịch cùng ngươi, ta sẽ quay ngươi lại, ta sẽ dẫn ngươi đi và khiến ngươi đến từ phía cực bắc. Cực bắc này cực mà gọi là quyền năng ấy, quyền của thập quyền của như là chính quyền đấy, của cầm quyền đấy. Và đem ngươi lên trên các núi của Israel. Ta sẽ đánh rơi cung của ngươi khỏi tay tả và làm rớt những tên của ngươi khỏi tay hữu. Ngươi sẽ ngã xuống trên các núi của Israel, ngươi và mọi đạo binh ngươi, cả đến những dân theo ngươi nữa. Ta sẽ phó ngươi cho mọi loài chim ăn thịt và cho loài thú đồng nuốt đi. Ngươi sẽ ngã xuống trên đồng ruộng vì ta đã phán, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Bây giờ ta sẽ sai lửa xuống trên Magog, đấy dân Gót, Magog đấy, Magog đấy, và trên những kẻ ở yên ổn nơi các cù lao, và chúng nó sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Ta sẽ tỏ danh thánh ta ra giữa dân Israel ta, và ta không để cho nói phạm đến danh thánh ta nữa. Các dân tộc sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng Thánh trong Israel. Đấy, là xong cựu ước nói vào Gót, Magog, thấy chưa anh chị em? Tôi Chúa làm cái gì cũng là tuyệt vời luôn, đều lời Chúa đã cảnh cáo hết. Nên lời Chúa là rèn, như rèn rồi mà, rèn các luyện luyện cho sạch, thanh sạch rồi, có đây đúng hết tất cả mọi thứ. Là chúng ta thấy Gót đấy, là Gót là cái gì? Gót là những cái bọn mà vua đấy anh chị ạ. Nên chúng ta học thần học, à thần học anh chị chưa qua hết nhỉ. Gót đấy là vua anh chị ạ, là cái bọn mà các quan trưởng đấy, như các vị tổng thống thời đó đấy, vị tổng thống hồi xưa là các vua, còn thời sau vua cả năm thì là các tổng thống của quốc gia đấy, họ sẽ nhóm lại. Gót đấy là cái bọn vua, cái bọn quan trưởng. Thế còn Magog, còn Magot đấy, Magot là cái dân của nó, hay là có thể Magot là cái gọi là cái sở hữu của nó đấy, những gì thuộc về nó, để cho chúng ta có thể hình dung là God cũng là một, là cái dân, còn Magot là những gì thuộc về nó, hay hơn nữa là God là cái bọn mà vua cai trị, còn Magot là cái dân mà vua nó đang cai trị. Славяно-славянско-церковном языке. Это Острожская Библия. И во времена Холодной войны
американские христиане, они связывали Бога и Магога с СССР, с бывшим Советским Союзом. Они ссылались при этом на античных историков, писавших о скифских племенах, живших на территории современной России и Украины. Скиф, cái thằng Ross này này, Ross, cái tên Ross mà trong đây con nói đấy, đây này, Roser này, Roser này, vua của Roser này, vì thế họ coi đấy Roser là dân Nga anh chị ạ, Rus đấy anh chị ạ, Ross đấy, nếu ai học về lịch sử mà chúng ta còn nói là Rus, dân Rus, Rus, Russian đấy, dân Roser, dân Nga đấy, vì thế mà khi mà người ta nói đến gì nhỉ, đến dân Gót đấy, là người ta nghĩ là bắt đầu từ phía Nga anh chị ạ, vì thế mà họ cứ toàn đổ cho cái đế quốc Nga đấy. Putin cái thứ hiện nay đấy, hay những người đấy là dân dân gót, cứ đổ cho đấy là dân dân gót, nghĩ thế cũng có thể thế, thấy chưa? Tất cả địa danh này vẫn có thể là nếu chưa đã nói thôi thì chứ là vẫn có đấy. Tức là từ cái dân đấy nó sẽ mọc ra những kẻ đấy, đúng tự như cái chồi đấy đúng không? Cái chồi của Isai đấy mọc ra, thì những địa danh cái tên của Chúa nói nó đều có ý nghĩa cả, và cả về tâm linh cả về thực thể đều có cả. Đó là cái dân Rus đấy, là cái dân mà sống trên lãnh thổ của Nga và Ukraine hiện tại. Hiện tại. Nhưng ai đó thì các nhà học hiểu còn coi rằng đấy là các dân phương Đông nữa chứ, dân phương Đông nữa, Rus cả dân phương Đông nữa, nhưng đứng đầu là dân Nga, đứng đầu là dân Nga đứng đầu. Và ngày hôm nay chúng ta cũng nhìn thấy đấy đúng không? Đế quốc Nga nó mạnh không? Nó mạnh như thế để nó lại đi tiếp anh chị, trong cái gọi là cái đà mạnh của nó đấy, về hùng hậu về quân sự đấy, thì nó đi tiếp mà khi mà nó thoát được trong đại nạn đấy, nó đi tiếp đấy, vẫn cái đà của nó tiếp về hùng mạnh, về tên lửa, về hạt nhân, về đủ các thứ, về học kỹ thuật đấy, thì thế mà rất khả năng là tiếp tục khi mà nó mà nổi lên ấy, thì nó sẽ trong cái ngày mà Satan cám dỗ chúng nó đấy, thì chúng nó sẽ lại bắt đầu quay lại sản xuất vũ khí hạt nhân để chuẩn bị diệt dân của Chúa mà. Nhưng mà nói chung lại đấy, dù các nhà thần học họ có định nghĩa giải nghĩa là dân nào dân kia không quan trọng, chúng ta chỉ biết rằng cái dân Gót, dân Magót ấy là cái loại dân mà nó rất căm thù Chúa Giêsu, thế thôi, nó căm thù dân của Chúa, và khi nó chỉ đợi cơ hội khi có Satan coi như là được tung ra để mà cám dỗ ấy, lập tức là nó chạy theo ngay để nó nhóm lại với nhau, tập hợp lực lượng lại để chống lại Chúa Giêsu và chống lại dân của Ngài, để diệt dân của Ngài đấy. Nói chung là tóm lại là cái dân Gót, dân Magót nó như vậy. Vậy ý nghĩa thuộc linh anh chị ạ, nó như vậy. Thế còn thuộc thể đấy, nó là ở cái sắc dân nào thì là chuyện các nhà thần học có giải nghĩa ra sao thì thực tại không quan trọng, đúng không anh chị em? Sắc dân nào không quan trọng lắm ở đây. Chúng ta nhìn thấy là trong Khải Huyền đoạn 20 câu 8 ấy, là nó đi như cát bờ biển ấy, xong nó vây dinh thánh đồ thành yêu dấu, thấy không? Nó vây dinh thánh đồ thành yêu dấu, tức là chúng ta nhìn thấy xung quanh là luôn luôn là dính đến Israel. Tức là lịch sử của nhân loại đấy luôn luôn là xung quanh, quay xung quanh dân Israel thôi. Quay xung quanh dân của Chúa thôi. Đến cả cuối cùng đấy, cái thời đấy đấy, họ vẫn cứ quay xung quanh cái thành Jerusalem đấy, và thành thánh của Chúa là thành Jerusalem thánh đấy. Vẫn quay xung quanh đấy. Tất cả những cái sự mà Chúa nói với Israel và Israel là cái điểm tiếp điểm của Chúa mà anh chị em chúng ta học rồi đúng không? Tiếp điểm của Chúa là chạm đến loài người đấy. Thì nhờ có Abraham, tin vào Chúa đấy, là bạn của Chúa đấy, nên thành ra Abraham trở thành cái người mà Chúa chọn để mà tiếp điểm, để mà Chúa cứu đấy. Nên thành ra tất cả mọi thứ đã xoay xung quanh dòng giống của Abraham là Israel đây cả. Xoay xung quanh.
và các dân đó nhờ nó được phước ấy, nhờ 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 tất cả nhờ dân Israel ấy, và tất cả các dân ngoại thì trên thế giới, hay là nói chung là người nói chung nhờ đó mà được phước. Nên vì thế mọi sự nó quay xung quanh cái tâm điểm của loài người. Tâm điểm đây tâm điểm Chúa chỉ chọn nhé, không phải tâm điểm của tất cả đâu. Chúa luôn là tâm điểm mà Chúa chọn loài người ấy, như là cái trung tâm ở dưới đất này để cho con người là nhìn thấy họ làm cái gì, phải hướng về với EC. Chúa làm cái gì EC đấy cũng để nhìn thấy, là mọi người nhìn thấy Chúa làm gì EC đấy, để hiểu rằng Chúa đang làm cái gì với loài người. Chúng ta hiểu thế, chúng ta học rồi về EC rồi. Bây giờ chúng ta xem sách Phục Truyền Luật Đệ Ký đoạn 9 câu 5. Ngươi vào nhận lấy sứ của các dân tộc ấy chẳng phải vì cớ sự công bình ngươi hay là lòng chánh trực của ngươi đâu, nhưng vì cớ sự gian ác của chúng nó, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đuổi chúng nó ra khỏi trước mặt ngươi để làm cho ứng nghiệm lời hứa Ngài đã thề cùng các tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Jacob. Thấy chưa? Hãy nhớ đấy, mình chiếm sứ không sự công bình của mình đâu nhá. Chiếm sứ đấy bởi vì đấy cái kẻ, cái dân kia là dân ác mà, thì nó mất đất của nó mất cơ nghiệp của nó. Nên vì thế mà chúng ta cũng vậy đấy, chúng ta được cái gì là không phải là do chúng ta công bình đâu đấy, mà Chúa yêu chúng ta thôi. Và cái dân mà độc ác thì mất cơ nghiệp, nên là Chúa bảo chúng ta vào để chiếm cái phần đấy. Bởi cái dân nó mất cơ nghiệp thì nó hoang phí bỏ mất mà, cái dân ác là cái cơ nghiệp của họ ấy. Họ giữ, họ yêu Chúa họ giữ được, nhưng họ không yêu Chúa, họ là gian ác nên họ mất cơ nghiệp. Nhưng mà nếu mà để họ hư mất, rồi cơ họ hư mất thì không được. Nên là Chúa phải đưa mình vào để mình chiếm lấy cái cơ nghiệp đấy, để cái cơ nghiệp đó không bị mất. Để như hôm qua chúng ta cầu nguyện đấy, là con trai của những kẻ ức hiếp ngươi sẽ cúi đầu của ngươi đấy, và kẻ khinh dễ ngươi sẽ quỳ lại lên bàn chân ngươi đấy. Amen. Rồi những cái kẻ ức hiếp ngươi, những kẻ mà khinh dễ chúng ta đấy, đấy thì những kẻ nó mới hư mất mà. Nhưng mà để cho công của họ trong Chúa nó không bị uổng nhá, hay là những cái cơ nghiệp của họ nó không bị hoang phí, thế Chúa phải khiến cho những cái con cái dòng giống họ, cơ nghiệp họ đấy phải đến cúi đầu cùng mình để phục mình, tức là mình lấy cơ nghiệp đấy. Не за праведность и за чистоту своего сердца ты идешь, чтобы овладеть их землей, а за нечестие этих народов, Господь. Господь Бог твой погонит их от тебя, чтобы исполнить то, о чем он клялся твоим отцам Аврааму, Исааку и Иакову. Так что все начало из народа избранного Бога, все ими закончится. Все мировые события, хотим мы или не хотим это признавать, все мировые события вертятся вокруг маленькой, избранной Богом страны Израиль, Божьим. Cái câu kinh thánh vừa rồi đấy, mà để mà chiếm cái xứ đấy, vào trong miền đất đấy để chiếm đấy, thì nó nằm trong hết, nó xoay quay lại trên dân đi xe, dân tuyển chọn của Chúa hết. Cái dân rất nhỏ bé thôi, dân đi xe thôi, nhưng mọi chuyện đánh nhau trên trái đất này phải đủ các sự tranh giành đấy, trên thế gian này thì kinh thánh nói rồi đấy, vào chiếm cái xứ đất đấy, các dân khác từ ngoài dân đi xe ra, dân đi xe ra vào đấy để chiếm đấy, các thứ nó toàn quay xung quanh cái dân nhỏ bé của Chúa là đi xe mà dân tuyển chọn của Ngài. Ê-xê-chiên đoạn 39 câu 6 câu 7 này chúng ta vừa đọc rồi đúng không? Bây giờ ta sẽ sai lửa xuống trên Margot và trên những kẻ ở yên ổn nơi các củ lao, và chúng nó sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Ta sẽ tỏ danh thánh ta ra giữa dân Israel ta, và ta không để cho nói phạm đến danh thánh ta nữa. Các dân tộc sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va, là Đức Thánh trong Israel. Возвещу мое святое имя моему народу Израилю. Я не позволю впредь славить мое святое имя, и народу узнает, что я Господь святой Израиля. Бог заступится и за пророчество Иезекииля, и воплотит свое обещание. Получается, что сам Бог настроил эти народы против Израиля. Понимаете? Что сам Бог специально собрал их в одном месте. Они сначала даже подумают, что выиграют эту войну.
специально вот такой вот стратегии, таким мудрым стратегическим маневром завлечет их в ловушку, чтобы уничтожить дьявола, уничтожить всех безбожников на земле, чтобы проявить свою любовь к своему народу и доказать всем, что он Бог неба, Бог земли и Бог Израиля. Là chúng ta thấy đây là Chúa nhóm hết tất cả chúng nó lại để diệt một chỗ. Đây là cái chiến lược của Chúa đấy, cái sự khôn ngoan của Chúa Trời đấy. Nhóm lại diệt hết một lúc luôn cả ma quỷ, sa tăng và những kẻ mà chống lại Chúa luôn, những kẻ ghét Chúa, ghét dân của Chúa đấy, tất cả diệt hết một chỗ. Khải Huyền 20 câu 9 câu 10 đấy. Nhưng có lửa trên trời rơi xuống tiêu diệt chúng nó. Còn ma quỷ ở giữa thành chúng thì quăng xuống hồ lửa và diêm. Ở trong đó con thú tiên tri giả rồi, chúng nó sẽ chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Khải Huyền 20, 9, 10. Để chúng ta thấy đấy là quỷ sa tăng lúc đó bị ném hết những kẻ đi trước nó mà đi những kẻ đi trước nó mà bị ném xuống hồ lửa trước đấy, đó chúng ta thấy là ai? Đó là con thú và tiên tri giả, đúng không? Thế những kẻ đấy là bị ném luôn xuống hồ lửa, ném sống luôn, bị ném sống xuống hồ lửa đấy, rồi thiêu sống luôn đấy, ném xuống hồ lửa luôn, không cần phải là phán xét hết. Thế những kẻ này không cần phải đứng ra trước tòa để mà xét xử hết, ném luôn xuống hồ lửa, giật luôn, triệt hại luôn đấy. Kiểu như là trong trận chiến ấy, bắn luôn đấy. Bắn luôn đấy, không cần ra tòa đấy. Có kẻ mà ác đến độc độ, ác mà nguy hiểm đấy. Kẻ nguy hiểm và ác độc đến mức là phải bắn luôn. Không cần xét xử gì cả. Đúng không anh Trung? Thỉnh thoảng có con nào mà nó trèo vào chuồng bắt công đấy. Để bắn luôn đấy, không xét xử hết, đúng không? Còn bắt nó xong, nó đưa ra tòa mất thời gian, đúng không? Phải tiến hành tòa, xong tòa còn nghĩ là bây giờ phải giam nó 2 năm hay mấy năm, mà trong cái thời gian nhét trong tù ấy lại phải mất công để nuôi nó, lại phải nghĩ ra đồ ăn cho con chồn này ở đâu đây, lại tốn thời gian. Thế là những con nào nó ăn công rồi bắn chết luôn, ăn thịt luôn, bắn chết luôn, tiêu diệt luôn, không cần xét xử nữa. Đúng rồi. Đúng rồi, anh Trung nói như thật đấy. Xét xử ngay. Vì sự gian ác của nó mà, sự nguy hiểm của nó, bắn ngay, không cần xét xử. Thì đấy, con thú và tiên tri giả đấy, thằng Antichrist đấy và thằng tiên tri giả đấy, hai thằng đấy tan ác quá mà bắn ngay, ném ngay xuống hồ lửa, không cần xét xử vì nó nguy hiểm quá. Khải Huyền 20, 11, 12. Sau cái trận chiến này rồi nhá, ma quỷ bị quăng xuống hồ lửa rồi nhá, thì chúng ta thấy lại chữ xuất lại quay trở lại, đúng không? Ma quỷ bị ném xuống hồ lửa, cả chúng nó cả khổ đau khổ cả ngày đêm cho đời đời đấy. Thì vậy chúng ta thấy bắt đầu Chúa Giêsu lại quay lại để mà cai trị tiếp cùng với dân của Ngài đấy. Nhưng mà chúng ta thấy là sao ạ? Chúng ta thấy là lúc đấy là chúng ta là Đức Chúa Trời ấy, Chúa Giêsu ấy, quan cái tòa án của Ngài ấy mở ra, Đức Chúa Trời mở ra tòa án của Ngài và cả chúng ta nữa. Chúng ta cũng đến đấy để mà cái người chúng ta đang cai trị trong vương quốc ngàn năm mà, đúng không? Thì cả cái bộ gì có gì bộ thì quan đại thần đấy, và nó vua là Chúa Giêsu nhá, còn chúng ta là quan cai trị là đại thần nhé, thì cả cái bộ đấy đang cai trị ở vương quốc ngàn năm rồi, để đưa tiếp vào đang cai trị quen rồi, đúng không chị Hương? Đang quen chị cai trị quen rồi mà, thế là mình sau trận chiến đấy đập cho lũ chết hết rồi, xong rồi vào luôn vương quốc đời đời luôn để mà cai trị luôn, tức là ngồi tòa xét đoán cùng với Chúa luôn. Nhưng Chúa nói ấy là các con sẽ xét đoán mà, nên là những người đấy
Hay là Chúa Giêsu nói với những cái môn đồ mà các sau các ngươi sẽ là những người mà xét đoán Israel đúng không? Theo đó cái chi phái Israel, các môn đồ của Chúa đấy. Thì chúng ta như vậy chúng ta đang cai trị vương quốc ngàn năm rồi. Anh Trung nhớ nhá. Theo đó là cả bộ đấy đi hết cả đám người của chúng ta đấy, cả đạo viên đặc nhiệm, cả dòng dõi chúng ta đấy, mà ai trong vương quốc ngàn năm và cai trị đấy, đấy đi hết chuyển sang ngồi tòa đoán xét công bình của Chúa luôn. Chúa đã thẩm phán tối cao. Đấy, còn mình là những cái thư ký phụ lục đấy, ngồi chuẩn bị đấy để viết sách hay là làm gì đấy. Các người giúp việc ngoài ra còn có các thiên sứ của Chúa nữa, đúng không? Để bê dẫn giải đấy, dẫn giải tội nhân ra đấy, dẫn giải ra để ném xuống hồ lửa đấy, hay thế nào đấy. Còn chúng ta là người cũng ngồi đây mặc áo thẩm phán cùng với Chúa, đúng không? Quan án của Chúa mà Chúa đã quán của mình, còn chúng ta là những cái quan án nhỏ thôi. Chúng ta thấy ở trong tòa án đúng không, có cái tòa án có ông thẩm phán tối cao đấy, ông ngồi xong xung quanh còn có một số quan tòa nhỏ nhỏ nữa, bé hơn cũng như cũng ngồi hỗ trợ. Và chúng ta xem sách Khải Huyền đoạn 20 câu 11 này. Bấy giờ tôi thấy một tòa trắng cùng đấng đứng ngồi trên, trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết cả lớn và nhỏ đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong các sách ấy. Đấy, và lúc đó Chúa sẽ xử đấy, theo cái kiểu mà ai mà không tôn kính con ấy, như sách Giăng đoạn 5 câu 22 đấy, là cha ấy không phán xét ai cả, nhưng cha đã trao quyền xét phán xét cho con để cho tất cả mọi người phải tôn kính con như là tôn kính cha. Kẻ nào không tôn kính con thì kẻ đó không tôn kính cha, là đấng đã sai con đến, trong trong sách Giăng đoạn 5 câu 22 đấy. Thế giờ thì Chúa Giêsu là đấng phán xét đấy. Như thế Chúa Giêsu không những chỉ đấng cứu chuộc thôi, nhưng Ngài còn đấng phán xét. Thì thế kẻ nào mà cứ giảng Chúa Giêsu không phải con Đức Chúa Trời, không phải Đức Chúa Trời thì tôi khốn nạn nhỉ, không có con mà, thì lúc đấy là bị phán xét luôn. Bởi vì không coi, không có tôn kính Chúa Giêsu như là Đức Chúa Trời mà. Thì câu nói là đặng cho tất cả mọi kẻ được, mọi người phải tôn kính con mà, như tôn kính cha. Giăng đoạn 5 câu 22 đấy. Thế mà cái hội kia nó bảo Đức Chúa không phải là Đức Chúa Trời, nó không tôn kính mà. Chúa là Đức Chúa Trời đây, ngôi vị thứ hai đây. Thế mà nó bảo là không phải, nó chỉ là họ nói nó chỉ là cái giáo lý ấy, nó nói rằng Chúa Giêsu chỉ là một cái tạo vật của Chúa thôi, tạo vật đẳng cấp cao nhất trong các tổng lãnh thiên thần, trong các thiên thần của Chúa thôi. Nó không tôn kính. Bây giờ mình là cái người mà tạo ra đấy, nó bảo mình không phải, mình chỉ là cái tạo vật thôi. Ô, láo thật, quá là bố láo. Nó nói chỉ là con với là tôi tớ thôi. Cái tòa án này nhé, nó không phải tòa án cho người công bình đâu anh chị em nhé. Như chúng ta tại chúng ta đã học rồi đúng không? Có tòa án của Chúa Giêsu được cho người công bình để ban thưởng đúng không? Nhưng tòa án này tòa án cho kẻ ác, tòa án cho tất cả kẻ đã làm điều ác, những kẻ mà chống lại Chúa đấy, những kẻ làm điều ác, những kẻ sống cho bản thân mình, những kẻ sống cái đời sống ích kỷ. Thế nhưng cái tòa án này rất là nguy hiểm, rất là kinh khủng nhá. Vì là đến trên những kẻ mà chống lại Chúa. Và không phải Chúa Cha là xét đoán, mà là Chúa Cha là đưa quyền xét đoán cho con. Tức là chính Chúa Giêsu phải xét đoán ở trên đấy. Xong phim chưa? Nếu kẻ nào mà không đẹp lòng Chúa Giêsu thì đứt phim rồi. Nên cứ bảo Chúa Giêsu không phải Đức Chúa Trời thôi, đứt phim rồi. Thì lúc đấy thì ta đây, ta đây, ta đây. Если пастор поставил кого-то, и вы не считаетесь этим лидером, значит, вы не почитаете пастора.
Ở đây Đức Chúa Trời Ngài cũng dạy dỗ chúng ta vào trong cái trật thẩm quyền đấy, đúng không? Để Chúa Cha không xét đoán, nhưng Chúa Cha cho chúng con xét đoán. Thì Cha với con là một trong đây mà, chúng ta hiểu thế. Thì để Chúa cũng dạy dỗ trong thẩm quyền, ví dụ như trong hội thánh hay trong trung tâm phục chức năng đấy, thì có nhiều người họ không vâng phục các lãnh đạo trên họ. Đấy, tức là ví dụ mục sư ấy, họ đặt cho các leader, lãnh đạo và những người đấy là trưởng trưởng nhóm, để những cái người mà đến cai nghiện đấy, những người mà ở dưới đấy là phục vụ những cái người mà mục sư đặt để đấy, vì Chúa có trật tự hierarchy của Ngài. Nhưng những cái người đó họ nói không, tôi chỉ vâng phục mục sư thôi chứ không vâng phục người lãnh đạo này, thì bằng cách đấy họ đang tỏ ra họ không vâng phục mục sư của họ, không phục cái trật tự mà, bởi vì là cái lãnh đạo kia nó do mục sư đặt lên mà, thì cũng vậy thôi. Ở đây Chúa cho chúng ta nhìn thấy đấy, cái kẻ nào mà không vâng phục con ấy, mà Chúa đã sai đến gửi đến ấy, tức là không vâng phục Đức Chúa Trời Cha. Amen. Để chúng ta thấy rằng là tương tự như là Đức Chúa Trời đã sai đấng sức dầu, ai mà không vâng phục các đấng sức dầu của Ngài đấy mà Ngài gửi đến đấy, thì cũng là tương tự như không vâng phục Ngài thôi. Nên đoạn hôm nay Kinh Thánh chúng nói là phải sao ạ? Không được phải, ta phải tôn kính, phải vâng lời chứ đừng làm hại các đấng sức dầu của Ngài, đúng không? Đừng có làm hại các đấng sức dầu của Ngài mà phải nghe họ, tôn kính họ ấy. Vì những người đấy là Chúa dùng để mà dạy dỗ mình hay để mang sự sống cho mình, mà mang sự sống cho cái dân đấy, cho người đấy, mà người đấy không phục thì là người đấy mất sự sống luôn. Chúng mới phải cứu họ qua những cái người sức giàu đấy của Ngài, mà họ bảo không cần, phải Chúa đến cứu tôi cơ, thế thôi đứt đứt phim. Tương tự như cái chuyện mà chúng ta hay nghe cái chuyện là có cái người mà bị chết đuối đấy, đúng không? Họ kêu cầu là Chúa đến cứu con đấy, xong họ đã cầu nguyện được, xong có thuyền chạy đến, có người đưa tay ra, đưa đây để tôi cứu. Họ không 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 không, tôi không cần, tôi không trông cậy vào anh, thì trông cậy loài người là bị rủa sả mà, trông cậy Chúa cứu tôi, thế người ấy bỏ đi. Cầu nguyện tiếp, cầu nguyện tiếp, lại có thuyền có đến cứu, đến họ cũng vẫn trả lời như vậy, cậu vẫn trả lời như vậy. Sau đó có chiếc mèo, chiếc mèo xong may lên trên trời, xong thắc mắc với trời của Chúa ơi, Ngài bảo là trông cậy của Chúa mà Ngài, con chết đuối lúc đấy Chúa chẳng đến cứu con gì cả, ta đã gửi 2 lần thuyền đến cứu con rồi nhưng con có nghe đâu. Chúng ta nhìn thấy đấy là trong sách trong câu 12 đấy là thấy kẻ chết và sống, đúng không? Tất cả mọi người, tất cả mọi chết ấy, đều lớn và nhỏ đều đứng trước tòa hết. Sách mở ra, tức là trên trời có những quyển sách cho từng con người một, trong quyển sách đó ghi tất cả những sự gì họ làm trên đất này, ghi chép tỉ mỉ tất cả mọi thứ, nên là tất cả sự cái tòa án án phạt đấy sẽ lôi ra theo cái việc ác mà họ đang làm trên đất này. Không tin Chúa ra sao, không tiếp nhận này ra sao, không thờ phượng này ra sao, thờ lại ma quỷ thế nào, thờ lại thần tượng là sao, họ sẽ bị xử hết. Và Hebrew đoạn 9 câu 27 thì có nói là con người được một lần nhưng sau đó đứng trước mặt tòa, đứng trước một lần sau đó đứng trước mặt tòa. Hebrew theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Cái tòa này nó sự để kết thúc mọi sự trên đất này và để bắt đầu sự sống mới cho những người được cứu, cho chúng ta, tôi rất
tin cậy của chuyện này, hy vọng chuyện này. Đấy, tôi hy vọng sau chuyện này tất cả chúng ta sẽ được gặp với đấng tạo hóa của mình. Đấy, chúng ta nhìn thấy không? Amen. Tại vì sau khi mà sự hóa xảy ra thì lúc đấy mình sẽ gặp đấng cha của mình, xem gặp Chúa Cha đấy. Yeah. Lúc đấy mình gặp Chúa Cha đấy. Còn trước đấy mình chỉ gặp Chúa Thánh Linh, rồi gặp Đức Chúa Giêsu thôi, đúng không? Sau đó chỉ sau cái sự phán xét này đấy, đấy bắt đầu vào trong sự đời đời bắt đầu mình gặp Chúa Cha, bắt đầu thấy Cha của mình, wow, đúng, bắt đầu mình vào trong lòng của Cha. Trước đây Chúa Giêsu đã bày tỏ Cha cho chúng ta như nào rồi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy Cha của mình, ha, đây là đấng tạo hóa của mình. Tất cả cả Chúa Cha của Chúa Con, Đức Thánh Linh, sự đầy chọn của Ngài luôn đấy. Đầy cả ba thân vị của Chúa luôn, đầy chọn hết luôn. Sự phán xét khủng khiếp này. 2 Corinto đoạn 5 câu 10. Bởi chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Chúng ta để ý đấy, là Đức Chúa Trời, Ngài trước khi Ngài dựng trời mới đất mới đấy, thì Ngài phải làm hết tất cả các dân cư đấy sạch hết, đúng không? Đấy. Không còn ma quỷ, không còn các điều ác nữa, sự phán xét đấy, rồi không còn những người phạm tội nữa, không còn những tội nhân trong đó nữa, không có tội lỗi nữa, để mà khi mà trời mới đất mới mà Ngài dựng lên đấy, thì bắt đầu nơi đó chỉ có người công bình ăn ở thôi. Tức là nơi đó không còn tội lỗi, tức là không còn bị dính một cái tội nào vào đấy nữa thôi. А после этого наступит время страшного суда, наступит время вынесения приговоров. И кто окажется вместе с ними в этом огненном озере? Кто-то окажется в этом огненном озере, а кто-то достоин будет получить место в новом небе и новой земле. 1 Коринфянам 11:31-32. Но если бы мы проверяли самих себя, то избежали бы освящения. Вот очень важно проверять свою совесть, проверять самих себя, сравнивать себя. 1 Corinto 11, 31, 32. Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình thì khỏi bị xét đoán. Song khi chúng ta bị Chúa xét đoán thì bị Ngài sửa phạt hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian. Là những cái người mà tin Chúa rồi đấy, chưa được huyết Chúa rửa sạch tội đấy, tức là những cơ đốc nhân chân chính, cơ đốc thực sự đấy, những người ăn năn thực sự với Chúa, những người mà họ tan vỡ với Chúa và những người mà họ ăn năn xong rồi nhá, họ vẫn có thể phạm tội nữa nhưng họ vẫn chiến đấu với tội lỗi, chưa họ chiến đấu để mà không phạm tội nữa ấy. Họ ăn năn với Chúa, họ đi tiếp đấy, để những người đấy họ đảm bảo và họ được họ mặc dù họ bị Chúa sửa phạt đấy, nhưng mà không bị xét đoán như người thế gian, tức là không bị giết và quẳng vào hồ lửa như người thế gian. Với tất cả người thế gian mà sống không theo Chúa mong muốn đấy, như Chúa nói đấy, thì bị quẳng xuống hồ lửa. Обезглавленность, за свидетельство об Иисусе, и за слово Бога, великие страдания, те, кто
Điều rất quan trọng là chúng ta phải quan phải xét đoán mình đấy, phải kiểm tra lương tâm của mình xem mình như thế nào với Chúa để cho mình ăn ở xứng đáng với Chúa ấy, để mà không bị xét đoán. Mình kiểm tra mình và bằng cách mà chúng ta sống một con người mới đấy, xét đoán con người cũ đấy, hủy diệt con người cũ đấy, bằng cách đấy là mình đang làm, chúng ta đang Chúa dạy rồi. Hội thánh, những người mà thuộc hội thánh ấy, thực sự ấy, thì họ không bị dẫn đến cái tòa án phán xét này, vì họ đã nhận được sự cứu chuộc một cách hợp pháp rồi, vì họ khi ăn năn tiếp nhận Chúa Giêsu đấy, họ đã cùng với Ngài để chiến đấu tội lỗi, xét đoán mình, họ chiến đấu tội lỗi rồi, nên họ thắng được và họ đã vượt qua cái sự phán xét đấy rồi, thế họ không phải đứng trước tòa án phán xét này nữa. Мученики тоже не предстанут перед судом. Это те, кто прошел через великие страдания, те, кто противостал Антихристу, зверю и не принял вот это начитание 666. Откровение 24. И я увидел троны, на которых сидели те, кому những cái người mà cũng trải qua kỳ đại nạn đấy, anh chị ạ, mà thắng trong kỳ đại nạn đấy, thắng đấy, thì họ cũng không bị phán xét nữa. Trong sách Khải Huyền 20 câu 4 ấy, có nói đấy, tôi thấy những ai và người ngồi xin ngay được cái xét đoán ấy, cái đó tôi thấy những người bị chết chém vì làm chứng cho Chúa Giêsu và vì lời Chúa Trời, linh hồn của những người chẳng phải là con thú. Hoặc nhận hiện tượng nó, hoặc nhận dấu hiệu nó trên trán, trên tay, những người đấy sẽ được sống lại và trị vì Đấng Christ trong 1000 năm. Những người này cũng không bị xét đoán. Nhưng mà theo như là sự dạy dỗ của mục sư Natasha dạy đấy, thì là những cái người này là thuộc ở trong kỳ đại nạn, đúng không anh chị em? Những người đừng ngồi trước xét đoán đấy, bị chết chém vì lời làm Chúa Giêsu đấy, và không nhận dấu hiệu con thú đấy, thì theo một sư đang dạy thì những người này thuộc về kỳ đại nạn, thì chị em ạ. Còn chúng ta được dạy là những người này là không chỉ thuộc về kỳ đại nạn thôi đâu, mà cả bây giờ nữa. Amen. Cả bây giờ luôn đấy. Amen. Người chiến thắng trong các chiến đấy, thì đúng thực sự như thế. Như là mục sư điều đấy cũng đúng mà, như mục sư vừa nói đấy, là những cơ đốc nhân thuộc hội thánh đấy, họ cũng chiến thắng thôi, chiến thắng tội lỗi của mình đấy, đúng không? Thì là những người vì chiến thắng thôi nên được ngồi trên ngai mà và được xét đoán. Những người cũng chết vì Chúa, không những trong kỳ đại nạn đâu, mà cũng chết vì danh Chúa, chết vì lời của Chúa, làm chứng cho Chúa Giêsu ở cái đần đời này luôn này. Đấy, họ cũng đã được chết trong Chúa và được lạp vào cái đám người của Chúa Giêsu, hội người thánh đấy, hội thánh của Ngài đấy, được Chúa cất lên đấy khi sống. Chúng ta thuộc rồi, nên vì thế mà như vậy chúng ta ấy, có thể là không trùng hoàn toàn với chỗ của mục sư Natasha, đúng không, nhưng mà nó vẫn bao trùm trong đó, anh chị nhìn thấy chưa, trong trường hợp nào thì chúng ta vẫn cứ vào. Amen anh chị em. Amen. Trong tất cả trường hợp chúng ta vẫn cứ vào trong số người được cai trị đấy, hoặc là ở trước hoặc là sau, kể cả là cái chuyện đúng. Như là nếu giả sử như cái 20 khải huyền 20 đoạn 4 này là chỉ nói cho những người mà được ở như mục sư dạy ở đây ấy, chỉ cho những người qua được thời đại nạn rồi đấy. Đó. Thì chúng ta vẫn đúng, chúng ta vẫn chiến thắng mà. Chúng ta vẫn thuộc loại người như thế này, cho chúng ta cũng được ngồi trên ngai vì chúng ta đang sống, là chúng ta chiến thắng
tất cả mọi thứ ở trên thế gian đấy thì chúng ta là thuộc về hội thánh của Chúa và được Chúa cất lên trong trước khi đại nạn. Vẫn được. À, kể cả cái câu này mà như chúng ta được dạy đấy, là nói cho tất cả những người và trong đó cả người trước đại nạn nữa được thắng và bị chết chém nữa, thì vẫn đúng. Người tử vì đức tin nữa vẫn đúng. Tài nguyên 20:11-13. À, chúng ta đọc rồi. Tất cả mọi người sẽ được sống lại và bị xét đoán cả. Ai không có tên trong sách sự sống đời đời bị ném xuống hồ lửa. Nên hãy suy nghĩ ngay bây giờ đi, mình đã có tên trong sách sự sống chưa? Khi chúng ta còn sống trên đất này, chúng ta còn có cơ hội để ăn năn, cơ hội để tiếp nhận sự chữa lại, sự tha tội. Bởi vì Đức Chúa Trời ngày Đức Chúa Trời ngài tha thứ cho những người mà ăn năn thực sự, ăn năn chân thành. Vì thế mà nếu chúng ta thực sự mà ăn năn chân thành với Chúa đấy, thì khi những quyển sách sự sống mà mở ra ấy, thì trong tòa sáng phán xét đấy, thì cái sách đấy là sách sự sống của chúng ta thôi. Thì quyển sách đây nó chỉ mang ghi những cái việc lành mà chúng ta làm trên đất thôi. Nếu chúng ta thực sự ăn năn trên đất này rồi với Chúa. Như vậy là có hai cuốn sách ở trên trời đúng không? Một cuốn sách là cuốn sách của sự sống, cuốn sách đấy ghi tên của những người được cứu đấy. Đấy, những người là không được được cứu, những người bị mất sự cứu đấy là họ bị gạch tên ra khỏi sách đấy, nếu những người mà bỏ Chúa đấy. Đấy. Và quyển sách thứ hai là quyển sách gì? Quyển sách mà của những kẻ tội nhân, quyển sách đấy ghi tên của những kẻ tội nhân mà không có tên trong cái sách sự sống kia. Chúng ta thấy đây này, thấy không? Thế đầu tiên là chúng ta nói nhé, tôi thấy những kẻ chết cả lớn cả nhỏ đứng trước tòa và các sách thì mở ra, thấy không? Thế các sách đây là có loại sách thứ nhất đúng không? Loại sách này là loại sách cho những kẻ mà tội nhân này. Đấy. Đúng không? Nhưng mà tiếp này, cũng có mở quyển sách khác nữa là sách sự sống, đấy là loại sách khác, là sách sự sống. Sách của những người mà được cứu chúng ta trong đó đấy. Những kẻ nào đấy mà gọi là cũng tin Chúa rồi, sau đó bỏ Chúa đấy, anh chị ạ. Chúa đấy, Chúa đấy, đấy thì là bị gạch tên ra cái quyển sách sự sống này và lại điền tên vào trong cái sách khác của kẻ tội nhân. Tại sao lại gọi là các sách mở ra? Bởi các sách quá nhiều, lại nhiều hơn một sách sự sống mà. Bởi vì là rất tiếc ấy, là họ làm điều ác ấy, quá nhiều so với điều thiện, vì thế mà sách về điều ác lại nhiều hơn, sách ghi những công việc ác của họ lại nhiều hơn là sách ghi vào điều thiện, nên sách sự sống lại ít hơn. Но наши дела
Tất nhiên là những sự ác của chúng ta ấy, là cũng có anh ạ, cũng ghi, nhưng mà tất cả cái sự ác của chúng ta đấy đã bị xóa hết bởi huyết Chúa Giêsu rồi. Tuyệt vời, huyết Chúa Giêsu, nhân Chúa, amen. Cái sự ác của chúng ta ấy, trước đây là chúng ta cũng là nạn phạm phải đấy, nhưng mỗi khi mà chúng ta ăn năn với Chúa đấy, đúng không, thì huyết Chúa Giêsu lại rửa sạch tội của chúng ta mà. Thế là nó lại đúng, nó lại bị tẩy đi, tương tự như bị tẩy đấy, ghi điều ác vào nhé, điều ác bị, nếu chúng ta làm được điều ác từ đấy, chúng ta bị ghi vào đấy. Thế khi ăn năn với Chúa, Chúa có ăn năn với này, có là phạm tội này, ghi được cái kia đấy, thế là huyết Chúa lại rửa cái tội đi, đã không có Amen. nữa, không có không nữa, nên là cần phải ăn năn liên tục với Chúa đấy, nên đời sống của đương nhiên đời sống ăn năn liên tục mà, vì ăn năn mình nó phạm tội, do là mình đã mắc phải con người cũ thôi, mình hiểu cái bản chất của con người cũ là con người phạm tội mà, ăn năn chẳng qua là lúc đó mình đã sống theo con người cũ thôi, chứ không có chuyện mình có đổ vã ở đấy thằng người cũ nó xấu xa nên là thôi biết rồi không cần ăn năn nữa đâu, mình đập nó rồi nhưng mình vẫn ăn năn, anh chị ạ, mình đã nghe nó mà. Amen. Như Adam đấy phải ăn năn vì đã nghe về Eva, chứ không có chuyện là khi Chúa hỏi đấy bảo tại vì Eva mà Chúa dựng lên nó sai tôi, nó mời tôi ăn nên tôi phải chán thôi, không có chuyện mà đổ vạ cho như thế được, mà mình ăn năn đúng rồi, con đã sai lầm với con nghe theo nó, con đã sống theo cuộc cũ của mình, con đã lừa dối, đã ăn cắp, đã giết người, đã thả dâm, đã ô uế, đã lung tuồng, đã thờ thần tượng đủ đủ thứ mình liệt kê ra với Chúa, Chúa con tha tội cho con, tha tội cho con. Thế thì huyết Chúa để rửa sạch mình nữa. Đó, câu 14, 15, chúng ta thấy là đoạn sự chết âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được điên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Con cái của Chúa đấy thì là ghi trong sách sự sống, những cái người ấy mà thậm chí nếu chúng ta có bị phạm tội chăng nữa đấy mà chúng ta ăn năn thực sự với Chúa, chúng ta gọi Chúa để huyết Chúa rửa sạch tội chúng ta ấy, sau đó chúng ta tiếp tục đi theo Chúa, tức là bám chặt vào Chúa để đi theo Chúa, đi theo Chúa thì Chúa nhìn thấy điều đấy, tức là chúng ta không quay trở lại cái tội lỗi mà Chúa chúng ta đã phạm phải đấy. Đấy, Chúa nhìn thấy điều đấy. Vì thế mà nếu như bạn ấy mà đã quyết định là sống một đời sống mới, quyết định là không sống cái đời sống cũ phạm tội nữa, thì Chúa luôn luôn cho chúng ta cơ hội. Thì Ngài lại rửa sạch tội chúng ta bởi huyết của Ngài. À, nếu như mà tên của bạn ấy được ghi trong sách sự sống, tức là bạn được cứu. Nhưng nếu như mà bạn mà không ăn năn đấy và không sửa tội của mình đấy, không sửa đường lối của mình đấy, thì là tên của bạn sẽ bị gạch khỏi sách sự sống. Thì coi như bạn bị hư mất. Và khi đấy tên của bạn ấy từ sách sự sống ấy bị chuyển xuống tên trong cái sách mà ghi những điều gian ác. Và đấy là những kẻ mà sẽ bị chịu sự chết thứ hai. Vì thế mà tất cả chúng ta ấy, là đều phải có trách nhiệm là chúng ta phải biết tin chắc rằng là chúng ta đã được cứu, được ghi sách sự sống rồi. Nên chúng ta cần phải trả lời về trách nhiệm về chính bản thân mình, phải xem xét mình, phải xét đoán mình ấy. Vì thế chúng ta không có thời gian để đi xem tội của người khác đâu. Mà chúng ta xem mình đi. Amen. Xét đoán mình ấy, xem mình đi. Thời gian chúng ta có thì xét đoán mình đi. Chứ đừng có thời gian đi nhìn tội của người khác. Vì chính những kẻ mà hay xét đoán người khác là kẻ mà không có thời gian để nhìn mình đấy. Nên vô cùng rồi nghề mà. Nó không chuyện làm việc với mình cả. Nên chỉ xét đoán người khác thôi. Nên cái chuyện mà hay mà đuổi ma trừ quỷ đấy các thứ đấy. Là họ chỉ xét đoán người khác thôi mà. Nhìn thấy chỗ nào thấy quỷ người khác cả. Nó có ma quỷ cả. Để đuổi, để đánh ở nơi khác. Nhưng bản thân mình thì không nhìn. Nên là chúng ta ấy, phần chúng ta trong hội thánh lạy Chúa Con Trời và trong trời thương mà đặc biệt là chúng ta làm dạy làm việc với bản thân mình đúng không? Tập trung vào cái phép lạ mà Chúa đã mình đấy. Mình là phép lạ của Chúa đây, mình làm việc với tính cách của mình đấy, để xét đoán chính mình đi, xứng đáng, chứ không phải đi nhòm ngó chỗ nào quỷ ma để đuổi, để bắt, để đủ cái thứ nữa. Chúng ta thường xuyên nhìn vào
как ведут себя другие. Им все можно, ей все можно, а мне нельзя. Но каждый ответит за себя, очень часто можно это слышать. А почему она это делает, и вы ничего не говорите? Главное, чтобы ты это не делал. Nhiều khi chúng ta là cứ nhìn xung quanh ấy, thấy ô người này làm cái này, ô người kia làm cái kia, tại sao mình không làm được nhỉ, mình phải làm với họ chứ, thế giới đều sống như vậy mà. Nhưng bạn đừng có bắt chước họ, bạn đừng có để thời gian cho họ, mà quan trọng nhất đấy, để mà tới là tội mà, thì quan trọng nhất là bạn đừng có làm cái tội như họ nữa. Rất ở trên trời đấy có những cái máy, anh chị có thể nói thế, đếm hết tất cả các công việc của chúng ta, tất cả lời nói chúng ta, thậm chí cả suy nghĩ ý tưởng chúng ta nữa, điều thiện điều ác đấy, ở trên trời có máy đếm hết tất cả để ghi hết tất cả những cái điều đó. Vì thế mà chúng ta cần phải xem xét tất cả ý tưởng trong lòng chúng ta đấy. Vì thế mà chúng ta chỉ có dâng ý tưởng của mình đấy trong sự vâng lời Chúa Giêsu mà thôi. Khi có tư tưởng gì mà sai trái và xuất hiện trong lòng mình đấy, trong đầu mình đấy, mình phải từ chối nó ngay, chối bỏ ngay, phải không? Để mà Chúa con ăn năn đấy và Chúa con đưa hết tất cả ý tưởng đấy để vâng phục ngài, vâng phục Chúa Giêsu của tôi. Thế thì mình phải ăn năn Chúa và kêu Chúa, con chỉ muốn vâng phục ngài mà thôi, con không muốn làm theo ý của con ấy, là con chỉ muốn vâng lời ngài. Theo ý của ngài thôi. Matthew 12 câu 36-37 đấy. Nhưng ta nói với ngươi rằng trong ngày xét đoán đấy, mọi người sẽ khai trình tất cả những lời mà người ta nói ra đấy. Và tất cả những lời họ nói ra ấy, sẽ là sao? Sẽ là gọi là xưng công bình cho họ hay là bị xét đoán đấy. Matthew đoạn 12. Chúng ta cũng dạy rồi đấy, chúng ta đã nói chuyện đó rồi đấy. Tất cả cái lời chúng ta nó không hư không đâu, để mà người ta đừng có bao giờ lời nói gió bay, chẳng có gì gió bay cả. Tất cả cái lời đấy đều nó đều đi đâu, chú ghi hết lại nhé. Bởi thực sự nó như vậy, trong thế giới vật lý đấy, là cái lời đấy nó bị bung ra để mình nói đấy. À, bản chất lời là thần mà có như hạt mà nói ra, thì nó gây tác động gì đấy. Và đó tạo ra cái môi trường, nó tạo ra cái bầu không khí đó, anh chị ạ. Bầu không khí nó ảnh hưởng đến ai đó đấy, hoặc xấu hoặc tốt, nó có hết. Cái người đấy có thể nói ra nhưng mà họ vô thức họ nói ra thôi. Thí dụ như nhiều người họ cứ có câu chỉ tục nói bậy đấy, anh chị ạ, có câu chỉ tục nói bậy đấy. Ở trên trời thì trời ơi, kiểu theo kiểu Kinh Thánh nói là chớ được vô cớ, vâng, chớ được kêu Chúa chơi mà vô cớ, cứ kêu thôi, hay làm cái việc gì khác đấy, họ nói tục chỉ bậy, không nghĩ là chả sao cả. Hay nói những câu rất là gì nhỉ, rất là tiêu cực đấy. Thí dụ người Việt hay nói là ôi chết này, ôi vỡ bụng này, ôi cười vỡ bụng này đấy. Họ đang nói những câu đấy, họ đang phán xét họ đấy mà họ không hiểu. Hay đập chết thằng này đi đấy, đập chết nó đi, tử hình nó đi đấy. Nói những câu cũng như trong thời gian bây giờ chúng ta nghe đấy, thí dụ như là ở Việt Nam chẳng hạn, người ta mới có đánh sao hai vợ chồng, có thể người vợ mẹ kế, chưa phải mẹ kế đâu, bạn tình của bố đấy, đánh chết đứa trẻ 8 tuổi đúng không? Anh chị em vẫn nghe thấy đúng không? Đấy. Bạo hành, giết chết đứa trẻ, đánh đập đứa trẻ lúc mà dạy dỗ đứa trẻ, xong đánh đập xong nó chết đấy. Thế thôi cả thế giới, cả nước cũng như là xôn vào đấy và đòi tử hình, đòi tử xử lý mẹ, xử lý bố, đủ các thứ. Bản thân họ thì không cả, đấy sự gian ác. Mà không thấy là đấy là cái chế độ cộng sản, nó phải xử lý cái lũ băng đảng cộng sản, xử lý cái băng đảng, hủy phá cái chế độ đấy. Quay ra đánh đập hai cái người phụ nữ đàn ông kia, họ chỉ nạn nhân thôi. Mà lại bày tỏ ra cái sự đạo đức giả chứ. Bao nhiêu người chết thì không kêu lên cả chưa. Thế mà con đứa trẻ đấy, mình chết phải bắt đầu kêu ầm ĩ lên như có vẻ mình là công đức lắm. Xong rồi mang hương, mang hoa đến cắm ở cái chung cư đấy để mà tôn thờ, cúng bái cái đứa trẻ đấy, để cầu nguyện cho đứa trẻ đấy là linh hồn siêu thoát, đủ các thứ. Rất là bệnh hoạn đúng không anh chị em thấy không? Đã tội thì còn tội thêm nữa, thêm tội giả hình, tội thờ thần tượng nữa. Chỉ một sự chết đứa trẻ thôi đấy. Không đưa cho mình cái bài học để mình chỉnh đốn lại quan hệ của mình với Chúa Trời, quan hệ của mình với con người. Chỉnh đốn lại với thái độ của mình với xã hội chưa? Để xây dựng xã hội lành mạnh ra, để mà bảo vệ được con người.
thế mà đi quay ra lại đi phán xét người khác, xong thờ thần tượng, thật là gian ác, hết tội lọ tội kia. Thế ma quỷ nó kéo người ta ấy vào cái sự gian ác đấy, cái kẻ không biết lỗi thật đấy thì chỉ có hết làm tội lọ tội kia, cứ tội chồng thêm tội rồi. Ba sáu ba bảy này, và ta bảo các ngươi đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói, vì bởi lời nói mà người sẽ xin được công bình, cũng bởi lời nói mà người sẽ bị phạt đấy. Vì thế chúng ta toàn phải nói những lời tích cực đấy, amen, để gây dựng lời tích cực trong cầu nguyện, tích cực đấy là lời tích cực nhá, sự sống đến trên các linh hồn đấy, cứu tội các linh hồn đấy, linh hồn của các đảng viên băng đảng cướp mafia và đảng cộng sản Việt Nam, sự cứu tội cho họ, những sự hủy diệt trên Babylon con người cũ của họ và sự cứu trên linh hồn họ. Nói tích cực chứ không phải là những lời vô, nhiều người họ nói gọi như vô tín đấy chị ạ, họ rủa luôn, họ nói chết luôn cả người cộng sản đấy chị ạ, người tin Chúa ấy, nhiều mục sư ấy, họ muốn giết luôn cả người cộng sản luôn, bởi vì họ không biết phân biệt điều lành dữ, mà không biết phân biệt Babylon với cả con người thật như nào, không biết phân biệt tội nhân với cả tội lỗi, họ tóm hết tất cả mọi sự ấy và những điều họ nói đấy sẽ bị khai trình hết ở trước mặt của Chúa Trời. Cho mình phán xét. Я в будущем заключу с ними такой завет, говорит Господь. Законы мои я вложу в их сердца и запишу в их умах. Потом он добавляет. Их грехи и их беззаконие. Hebrew 16:17 đấy, Chúa phán, này là ta ước ta lập với chúng nó, sau những ngày đó ta sẽ để luật pháp ta vào lòng chúng nó và ghi tạc nơi trí khôn. Lại phán, ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa. Đấy, điều này Chúa nói, chúng ta học lần trước rồi đúng không? Đây là con người mới của mình luôn đấy, thực sự đấy. Tất nhiên nó cũng ở trong vui của cả năm đấy, và vui đời đời đối với con người mới thôi. Đấy, tất cả Chúa Trời ngài cũng tha thứ tội chúng ta nếu chúng ta thực sự ăn năn. Nếu mà chúng ta mà nghiên cứu đời sống của mình đấy, để mà phân tích đời sống của mình, để xét đoán đời sống của mình đấy, thì không bị xét đoán. Điều gì xấu, điều gì tốt. Đấy, thì khi mà chúng ta làm mọi thứ mà lương tâm của mình không cắn rứt mình đấy, đấy thì lúc đấy mà ở cái tòa án ấy, thì lúc ấy chỉ có mở ra quyển sách sự sống của chúng ta thôi, để mà xem những điều tốt lành mà chúng ta làm thôi. Bởi vì những tội lỗi của chúng ta mà chúng ta ăn năn hết thì nó xóa hết rồi mà, Chúa xóa hết mọi tội của chúng ta rồi mà. Amen. Chúa không tha tội, Chúa Kinh Thánh này, chúng ta xóa hết mọi tội, ta không nhớ đến tội của chúng ta nữa. Câu 17 có nói, ta không nhớ đến tội lỗi của họ nữa. Ta tội lỗi chúng ta ấy, chúng ta ăn năn khai trình ra với Chúa đấy, thì huyết Chúa rửa sạch rồi, Chúa không nhớ nữa. Và lúc đấy ở tòa án chỉ có quyển sách sự sống. Что это будет за суд? Во-первых, это будет. Bây giờ nói về cái tòa án đấy, cái tòa án là tòa án gì? Thứ nhất, đó là cái tòa án công bằng nhất. Sách Roma đoạn 2 câu 10 câu 11. Самый справедливый суд, так как Господь не лицеприятен. Римлянам 2:10-11. А каждого делающего добро ждут слава, честь и мир. Во-первых, иудея, а потом язычник. Nhưng sự vinh hiển tôn trọng cùng sự bình an cho mọi người làm lành, trước cho người Giuđa, sau cho người Cơrét, vì trước mặt Đức Chúa Trời chẳng bị nể ai đâu, ngài không thiên vị ai cả. Đó là cái tòa án ấy, là tòa án thứ nhất là sao? Tòa án cho sự công bình nhất đúng không? Đấy, tòa án ấy, tòa án công bình nhất này, tất cả ai làm lành đấy, đấy thì đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc đấy, từ
tất cả người mà làm lành đấy, những người làm được thiện đấy, theo ý Chúa đấy, thì được vinh hiển tôn trọng bình an. Cho thứ tự người Giuđa là người tin Chúa trước này, sau đó dân ngoại, Giuđa là dân dân UC đấy, sợ Do Thái đấy, sau đó cho người Giuđa là dân ngoại đấy. Theo trật tự, chúng ta trật tự hết, không để bị ai cả, ai cứ làm lành là được, người Giuđa hay người Giuđa đều được hết, nhưng cái trật tự để đón nhận, chúng ta thấy đấy. Ngài không nhiều ý nghĩa cho ai hết. Điểm thứ hai nữa, cái tòa án này là tòa án, cái tòa án này của Chúa đấy là tòa án để mà detector tức là cái máy phát hiện nói dối đấy, của Chúa. Trong sách Galati đoạn 6 câu 7. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống đấy. Không thể là lừa Đức Chúa Trời được. Điểm thứ ba, đây là tòa án này là không có quyền để được gọi là biện luận, anh chị không có quyền biện hộ. Tòa án là tòa án công bình tuyệt đối của Chúa nên không ai có quyền biện hộ cả. Roma đoạn 2 câu 5 câu 6. Своим упрямством, не раскаявшимся сердцем, ты сам накапливаешь гнев, который обрушится на тебя в день Божьего гнева, когда свершится его праведный суд. Бог воздаст каждому по его делам. Тем, кто постоянно творя добро ищет славу, честь и бессмертие, он даст вечную жизнь. Но кто ищет своего, кто отвергает истину и следует злу? Bởi lòng ngươi cứng cỏi không ăn năn thì tự chất chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời, là đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Câu 7, câu 8 nữa. Ai bề lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết thì báo cho sự sống đời đời. Còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật mà vâng phục sự không công bình thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ. Вот и пролистайте сейчас свою книгу жизни и проанализируйте, что там уже записано, а? Bây giờ bạn thử lật cái cuốn sách sự sống của bạn ra xem đi. Trong đó nói về cái điều gì? Phân tích sự sống của mình đi, phân tích đời sống của mình đi. Sau cái sự cảnh cáo này ấy, thì chẳng có một cái sự biện hộ nào ở cái tòa án hết. Tất cả cái công việc của mình nó lỗi hết ra rồi mà. Chẳng có ai biện hộ nữa rồi. Vì thế mà chúng ta cần phải kiểm tra, xét đoán đời sống của mình đi, nghiên cứu đời sống của mình đi. Và chúng ta phải nghiên cứu cái sách sự sống của mình đi chứ. Nghiên cứu sách sự sống của mình đi. Đấy. Để mà trong sách đấy nó chỉ ghi điều lành của chúng ta thôi đấy. Trên đất này thôi. Đấy là quyển sách sự sống của cái người mà họ yêu mến Chúa Trời đấy. Mà đối với họ ấy là quan hệ của họ với Chúa là quan trọng nhất, tối cần nhất, quan trọng nhất, quý giá nhất trong tất cả mọi thứ trên đời này. Đấy. Mà cái người đấy họ, những người họ coi Chúa Trời là nhất trên tất cả đấy, không có ai thay thế được Ngài cả, không có vợ, không có chồng, không có con cái, không có tiền bạc, không có danh vọng địa vị, không có cái gì hết trên thế gian này có thể thay thế được Ngài cả. Своим состоянием, делами, комфортом ради дружбы с ним.
những cái người mà dâng mình tất cả để vì cái tình bạn với Đức Chúa Trời đấy, dâng tất cả comfort của mình, tiện nghi của mình, tất cả sức khỏe mà tài nguyên, tất cả cái gì của mình đó vì vì Ngài là bạn đấy. Là cái người mà tin cậy, tin tưởng Đức Chúa Trời đấy là hơn cả tin tưởng của mình, hơn tin cậy mọi sự ấy, trông cậy vào Ngài trong tất cả mọi tình huống trong đời sống của mình. Là tin rằng là tất cả trong mọi quan hệ, trong mọi sự ấy, là Chúa là đại trị kiểm soát tất cả mọi sự. Là khi mà tin cậy vào Chúa đấy, nó còn quan trọng hơn cả về đức tin mà. Là mình tin cậy vào Chúa quan trọng hơn cả đức tin. Mình tin tưởng Chúa đấy, phó thác cho Chúa đấy, còn hơn cả đức tin. Đấy, cái người sống theo Chúa là những người mà không tìm cái điều cho mình, mà chỉ tìm điều của Chúa, thuộc về Chúa thôi, chứ không tìm cái điều cho mình, thuộc về mình. Đấy, trong sách sống đời đời, trong sách sống chỉ ghi những người mà có sự kính sợ Đức Chúa Trời, những người vâng phục Ngài, và cả những người mà gọi là có lòng tôn kính, gọi là biết ơn đến Ngài, biết ơn Chúa về tất cả điều gì Ngài làm cho chúng ta, và làm mọi sự vì là tình yêu của mình với Chúa. Vì thế chúng ta cần phải là ngó vào cái sách sự sống của bản thân mình và hãy kiểm tra, rà soát hết tất cả những điểm đấy, những cái punt, những cái mục điểm đấy, kiểm tra lại xem mình đạt đến mức độ nào. Để chúng ta hãy cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, trong danh Chúa Jesus Christ, chúng con tạ ơn Chúa với khả năng chúng con được kịp để mà lật các trang sách sự sống của chúng con, để sửa chữa tất cả những điều gì cần phải sửa. Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã bày tỏ cho con những bí mật về tình bạn với Ngài. Tạ ơn Chúa vì Chúa cho con cơ hội được ghi vào trong sách sự sống của Chúa và không bao giờ bị xóa ra khỏi đó. Trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Còn chúc phúc cho dân của Ngài. Amen. Hết. Tuyệt vời chưa? Tạ ơn Chúa. Amen. Lạy khen Chúa. Ô yêu Chúa. Alleluia. Bài học số 21 chúng ta thấy nhé. Khi nào kết thúc cả năm này, bản chất của cái trận chiến Armageddon là gì này? Đấy, chiến trận giữa Đức Chúa Trời với cả ma quỷ đúng không? Kết thúc điều thiện điều ác giữa các thế lực của Chúa đấy với cả thế lực của ma quỷ, chúng ta biết rồi. Thứ hai, chúng ta có thể kiểm tra mình như thế nào? Đấy, sách sống đời đời đấy, chúng ta kiểm tra, lọc hết tất cả cái bản tính của Chúa ra thôi. Để mình so sánh mình giống Chúa mức độ nào? Tình bạn quan hệ của mình với Chúa ra sao? Sự kính sợ Chúa, tình yêu, lòng biết ơn, lòng tôn kính, sự vâng lời, sự tin cậy, đức tin của mình với Chúa như thế nào? Amen. 21. Thôi tạ ơn Chúa. Ôi mời. Cảm tạ Chúa. Chị em cầu nguyện đi, chị Hương của mình. Ông Trung còn đó, ông Trung là cầu nguyện. Ừ. Ai ạ? Anh Trung ạ? Mới lên giường. Ôi lạy Cha yêu yêu của chúng con cảm tạ ngợi khen Cha. Chúa ơi, vào những ngày sau rốt này, xin cho chúng con hết lòng để cho Chúa sử dạy, để chúng con được ghi tên vào cuốn sách sự sống của Ngài. Amen. Con cảm tạ ngợi khen Chúa mỗi ngày trong đời sống của chúng con. Chúng con luôn biết nghiên cứu và nhìn lại. Chúng con đã được ghi trong cuốn sách sự sống này. Con biết tin cậy vào Ngài, tin Ngài hơn hơn hết mọi điều, dâng mình toàn cho Chúa, vâng phục Ngài, biết ơn Ngài, làm mọi việc vì tình yêu của Ngài. Xin cho chúng con mỗi ngày hết lòng kiểm tra lại đời sống của chúng con, để chúng con nhìn xem tất cả những gì con làm được trong những ngày còn lại này, để xem sự sống của chúng con được có những cái phần thưởng mà Chúa cho chúng con.
Chúa ơi, con cảm tạ ngợi khen Ngài và con tin rằng khi chúng con đã được ghi tên vào sách sự sống đời đời của Chúa thì Chúa cũng cho các con cái với chúng con, Ngài cũng lập giao ước với chúng con, của chúng có các con với chúng con, và Ngài cũng để luật pháp của Ngài vào lòng chúng để ghi tạc vào chúng những gì mà Chúa bày tỏ cho chúng. Và con tin rằng Chúa chẳng bao chắc chẳng còn nhớ đến tội lỗi của chúng nữa. Amen. Cả mọi tội lỗi của chúng, Chúa ơi, con tin tưởng vào lời hứa này của Ngài. Giờ đây chỉ chúng con hết lòng, hết sức yêu mến Ngài, làm tất cả những gì để chúng con được ghi tên vào sách sự sống của Ngài. Con cảm tạ ngợi khen Cha trong danh Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah. Tạ ơn Chúa, Chúa ban phước anh chị em chúng ta. Chúa chúc phước cho anh chị em học ngủ ngon đấy nhá. Muộn rồi. Mai học tiếp. Dạ vâng. Dạ. Vâng. Dạ.